Bạn đang nghe sách nói tại kênh Truyền Cảm Hứng. Hãy comment những cuốn sách bạn yêu thích dưới phần bình luận của video. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ra những audio sách thật chất lượng gửi đến các bạn nhé. Tóm tắt sách: Trí tưởng tượng mở con đường. Tác giả: Sakti Wan. Mỗi giây phút trong cuộc đời bạn là sự sáng tạo vô tận và vũ trụ bao la thì hào phóng. Chỉ cần bạn thỉnh cầu một cách đủ rõ ràng, mọi thứ trái tim bạn khát khao sẽ tự tìm đường đến. Giới thiệu, các nhà tâm lý học chỉ ra rằng các phương pháp tưởng tượng đều có thể tạo nên con đường đúng đắn dẫn đến sự thành công mà ta mong hay bất cứ điều gì. Trí tưởng tượng mở con đường chia sẻ phương cách vận dụng khả năng tưởng tượng sáng tạo một cách có ý thức, tự chủ hơn, như một kỹ thuật để tạo dựng những điều ta thật sự mong muốn. Cuốn sách trao cho chúng ta chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến những điều tốt đẹp, đón nhận sự hào phóng tự nhiên của cuộc sống. Cuốn sách đã bán ra được hơn 3 triệu bản và dịch ra 25 thứ tiếng. Ai nên đọc sách này? Bất kỳ ai có ước mơ, hoài bão và muốn đạt được nó. Bất kỳ ai muốn làm chủ vận mệnh của mình. Những ai thiếu niềm tin vào cuộc sống. Thông tin tác giả: Sakti Wan là một trong những nhà tiên phong trong việc đề xuất các phương thức khám phá những tiềm năng bí ẩn của tâm linh nhằm giúp con người tiến đến những đỉnh cao trên hành trình vươn tới sự hoàn mỹ. Trong hơn 25 năm trở lại đây, tên tuổi của bà thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả các giới với các tác phẩm giá trị như Creative Visualization, Living in the Light, The Path of Transformation, Four Levels of Healing, Creating True Prosperity. Sách của bà được chuyển dịch sang hơn 30 ngôn ngữ khác nhau và đã phát hành hơn 10 triệu bản. Sakti Wan cũng là bậc thầy về tâm linh. Bà đã giúp hàng ngàn người đạt được những bước đột phá trong nhận thức, tìm được sự cân bằng nội tâm và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Chúng ta luôn thu hút những thứ chúng ta nghĩ về nhiều nhất, tin tưởng mạnh mẽ nhất, kỳ vọng một cách sâu sắc nhất và tưởng tượng một cách sống động nhất. Sáng tạo trong tưởng tượng là gì? Cuộc sống thường có xu hướng xảy ra đúng như những ý nghĩ và hình ảnh bạn có về nó, tốt hoặc xấu. Vậy tại sao không tưởng tượng tương lai của bạn theo cái cách mà bạn muốn? Sáng tạo trong tưởng tượng là phép thuật tạo nên ý nghĩa chân thực và cao cả nhất về thế giới. Nó bao gồm việc thấu hiểu và đồng tình với những quy luật tự nhiên điều khiển cách vận động của vũ trụ và học hỏi cách sử dụng những quy luật này một cách tinh tế và sáng tạo. Không có gì là mới mẻ hay lạ lẫm khi nói đến sáng tạo trực quan. Chúng ta đã và đang tạo ra vô vàn thứ về cuộc sống bằng trí tưởng tượng của con người. Ví dụ như những bức ảnh hay những bộ phim về điều chúng ta muốn xảy ra hoặc những việc chúng ta sợ hãi sẽ xảy ra. Chúng ta luôn luôn hình hóa mọi thứ một cách vô thức. Với sáng tạo trực quan, bạn có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm cho điều mà bạn muốn hiện thực hóa trong cuộc sống của bạn. Luyện tập sáng tạo trực quan là việc hiểu rõ sự liên kết giữa trí tưởng tượng và thực tế, giữa những quy luật chưa được nhìn thấy điều khiển thế giới và tính thực tế khoa học. Liệu có thể không? Sự thất bại với những điều bạn hằng mong muốn xảy ra đơn giản chỉ bởi vì bạn thiếu kiến thức và nhận thức về cách mà vũ trụ hoạt động. Quyển sách này sẽ đặc biệt hữu ích nếu bạn là một người chỉ biết thuận theo dòng chảy nhưng lại nhận ra rằng bạn cần phải có sự kiểm soát tương lai của bạn. Đây chính là nghịch lý mà Sakti Wan Ing gặp phải khi cô ấy bắt đầu viết cuốn sách này. Vậy nên bạn không hề cô đơn. Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy một bông hoa rực rỡ hoặc cảnh tượng hoàng hôn tráng lệ trước đây và có ai đó miêu tả nó cho bạn, bạn sẽ cảm thấy như đó là một điều kỳ diệu mà thực sự nó là như thế. Nhưng một khi bạn đã tự mình chứng kiến và đã học được những quy luật tự nhiên liên quan đến chúng, bạn sẽ hiểu chúng được tạo ra như thế nào và mọi thứ dường như trở nên bình thường và không còn kỳ diệu đến thế. Điều này cũng đúng với sáng tạo trực quan. Những điều có vẻ như tuyệt diệu và không thể đối với những nền giáo dục hạn chế hay trí óc bình thường trở nên hoàn toàn dễ hiểu một khi chúng ta học và luyện tập với những phương pháp dưới đây. Khoa học phía sau sáng tạo trong tưởng tượng. Sáng tạo trong tưởng tượng hoạt động như thế nào? Bản chất của vũ trụ là năng lượng. Khi bạn chia nhỏ mọi vật chất ra thành những phần nhỏ hơn,
chúng sẽ hình thành những phần tử năng lượng mà khi kết hợp với nhau theo một cách đặc biệt sẽ tạo ra ảo ảnh của một vật thể rắn. Những loại vật chất khác nhau sẽ có những mức độ dao động phần tử khác nhau. Một hòn đá, một bông hoa hay một con người là đều là năng lượng di chuyển ở những mức độ dao động khác nhau. Nguồn năng lượng với chất lượng hay độ dao động tương tự nhau thường sẽ thu hút nhau. Một ý nghĩ là một dạng năng lượng nhẹ, dịch chuyển và có xu hướng tìm kiếm đến cách biểu hiện bằng vật chất. Khi chúng ta hình dung một cách sáng tạo hay quả quyết về một kết quả và trạng thái tích cực, chúng ta đang phát nguồn năng lượng ý nghĩ ra ngoài vũ trụ. Vũ trụ sẽ phản ứng lại bằng những vấn đề và sự kiện. Sáng tạo trực quan nói một cách văn vẻ chính là gieo hạt giống cho cuộc sống mà bạn hằng mong ước. Phương pháp: hãy nghĩ về những thứ bạn thực sự muốn trong cuộc sống. Một công việc mới, một kế hoạch kinh doanh mới, một mối quan hệ tốt đẹp, một cảm giác yên bình và sự thanh thản, những kỹ năng về tinh thần được cải thiện, khả năng thể thao phi thường. Với sáng tạo trong tưởng tượng, chìa khóa dẫn tới thành công là hãy để trí óc hoàn toàn trống rỗng khiến cho nguồn cảm hứng trở về con số 0. Bạn thường sẽ cảm thấy trạng thái này ngay trước khi bạn đi ngủ, hoặc khi bạn vừa thức dậy vào buổi sáng, trong lúc thiền, hay lúc ngồi cạnh một dòng sông hoặc trong một khu rừng. Trong khi linh cảm ban đầu luôn khiến bản thân mơ mộng những điều tốt đẹp bạn ước muốn, mục đích thực sự của việc này là gỡ bỏ những lớp phòng thủ bình thường của bạn và để những suy nghĩ tự do tuôn chảy và biểu lộ chính bạn ở tầm cao mới. Từ tâm thế này, bạn sẽ có xu hướng chỉ nghĩ về những điều thực sự tốt nhất cho bạn hay những điều khiến bạn vô cùng hạnh phúc. Giả dụ như bạn đang có vấn đề với ai đó trong công việc, thay vì mệt mỏi vì những cảm xúc tiêu cực như tức giận, căm ghét, hãy tưởng tượng chính bạn đang nói chuyện với người đó một cách cởi mở và thoải mái. Dù có bất cứ điều gì xảy ra giữa hai người trước đó, hãy để nó qua đi và ban phúc cho họ. Wan cũng lưu ý rằng mục đích của sáng tạo trực quan không phải là để điều khiển con người bằng ý nghĩ của bạn, nó không thể hiệu quả. Nếu bạn sử dụng để lôi kéo hay vì mục đích tiêu cực nào đó mà là để xóa bỏ những rào cản bên trong ngăn bạn đến với sự hòa hợp tự nhiên. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng kỹ thuật sáng tạo trong tưởng tượng. Niềm tin. Bạn không cần thiết phải tin vào những ý tưởng tâm linh hay lý thuyết siêu hình để việc sáng tạo bằng trực quan thực sự hiệu quả. Tất cả những năng lực cần thiết để làm việc đó thành công đã nằm trong chính con người bạn. Sự khẳng định. Bạn không cần phải thực sự nhìn thấy những hình ảnh để trở thành một người có trực quan sáng tạo. Một số người không hề giỏi việc này và cảm thấy hiệu quả hơn khi chỉ nghĩ về những điều họ thực sự khao khát hoặc biến nó trở thành một sự khẳng định chắc chắn. Ví dụ, tôi xứng đáng điều tuyệt vời nhất và nó đang đến với tôi ngay lúc này. Sự quả quyết theo quan chính là chắc chắn về những điều bạn đang tưởng tượng. Chúng nên được nói ra ở thì hiện tại và có động từ trong đó. Bạn có thể thêm sức mạnh vào lời nói bằng việc cầu khẩn Chúa, thần linh hay vũ trụ. Khi nói ra những lời khẳng định kiểu như ánh sáng thần linh đang tồn tại trong tôi và đang tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của tôi, bạn có thể cảm thấy kỳ cục ban đầu, nhưng dần dần cảm giác ấy sẽ thay thế bằng sự tự tin và yên bình. Một khi những hình ảnh hay lời khẳng định trở thành một phần của chính bạn, những điều kỳ diệu sẽ thực sự xảy ra. Chấp nhận bản thân. Bạn có thể cảm thấy không xứng đáng đạt được những thứ mà bạn muốn trong cuộc sống. Trước khi hình dung, hãy chắc chắn rằng bạn sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì đến với bạn. Hãy yêu bản thân trước. Sức khỏe và sự thịnh vượng. Bạn có thể tự chữa lành bản thân và người khác bằng việc hình dung ra sự khỏe mạnh tuyệt đối và bắt đầu nhận thức được sự giàu có của vũ trụ bằng việc hình dung tất cả những thứ đang được tạo ra liên tục. Theo Wan, bạn càng chìm sâu vào việc sáng tạo trực quan, bạn sẽ càng cảm nhận nó không còn là một kỹ thuật nữa mà giống như một trạng thái ý thức và bạn sẽ nhận ra bạn có thể tác động đến thế giới của bạn nhiều như thế nào. Bạn có thể xóa bỏ những nỗi lo lắng hay những kế hoạch bởi vì bạn sẽ chợt nhận ra rằng những điều này thực sự có ít khả năng để thay đổi hơn là việc thoải mái hình dung ra những kết quả phản ánh mục tiêu cao cả của bạn. Bài học rút ra. Creative Visualization, tạm dịch, trí tưởng tượng mở con đường, là cuốn sách khá mỏng và bạn có thể thất vọng khi lần đầu tiên lật qua nó. Nhưng những nguyên tắc và rất nhiều bài tập trong đó đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
quyển sách đã đúc rút những bài học cơ bản giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua một khả năng dường như đã có sẵn trong mỗi người. Việc chúng ta cần làm chỉ là đọc thật kỹ những nguyên tắc đề ra trong nó và luyện tập để trở nên thuần thục kỹ năng tưởng tượng một cách sáng tạo. Một tương lai với những ước mơ thành hiện thực không còn quá xa vời một khi bạn hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ. Lời kết. Trí tưởng tượng mở con đường của tác giả Shakti Wan cho chúng ta biết về sức mạnh của sự tưởng tượng trong cuộc sống. Ý thức được sự thành công của con người không chỉ hạn hẹp trong những hiểu biết mà còn là sự tưởng tượng trong não bộ. Với lối viết đơn giản dễ hiểu cộng với những bài tập giúp người đọc vận dụng để sống tốt hơn, thành công hơn. Về nguyên tắc thì quyển sách này khá giống với cuốn Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy, nhưng về cách giải thích thì có sự khác nhau giữa những kinh nghiệm mỗi tác giả. Ở Shakti Wan thì chia não bộ làm hai mảng là alpha và beta, còn ở Joseph Murphy thì nói về não bộ là ý thức và tiềm thức. Tuy vậy đây là cuốn sách rất tốt cho người muốn thay đổi mình để thành công. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Truyền Cảm Hứng. Đừng quên ấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!